Xin chào, ngày hôm nay tôi xin chia sẻ bài học của mình trong sách luật hấp dẫn chương số 9, những người xung quanh ta. Thực sự thì khi đọc đến chương này thì tôi mới hiểu một điều rằng những người mà gì ạ, sống xung quanh chúng ta, chính cái suy nghĩ của họ cũng đang ảnh hưởng đến suy nghĩ của chúng ta. Như vậy thì những người có những suy nghĩ tích cực thì sẽ mang đến những nguồn năng lượng tích cực. Nhưng mà những người có những cái suy nghĩ tiêu cực chỉ mang đến những nguồn năng lượng tiêu cực, và những người ở bên cạnh đây cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vậy mà bài học của tôi rút ra là với bản thân mình thì mình luôn luôn suy nghĩ mọi điều nó tích cực, để những người khác cũng được cảm nhận được cái nguồn năng lượng tích cực đấy. Và ở trong cuốn sách thì cũng có một cái điều và tôi cũng cảm thấy rất là tuyệt vời, đó chính là mình không được phép coi người khác là đối thủ của mình. Vì khi bạn chỉ cần suy nghĩ người khác là đối thủ của mình, là kẻ thù của mình, thì điều đấy nó sẽ trở thành hiện thực. Đây là một bài học rất là sâu sắc mà tôi rút ra được ở trong chương số 9 này. Và tôi cũng rất là mong muốn rằng là bằng cách nào đấy tôi cũng thể giúp cho những anh em trong marketing có cùng những cái suy nghĩ rất là tích cực, có cùng những cái suy nghĩ rất là vui vẻ, và đặc biệt là chúng ta gì nói chuyện với nhau rất là lịch sự, không còn chửi tục, không còn chửi thề, và không còn những cái lời nói mà không hay nữa. Mặc dù là cái ý nghĩ của bạn nó không mang tính xúc phạm người khác, nhưng mà nó nói những cái lời mà nó không hay, nó không đẹp lắm, thì nó cũng đang ảnh hưởng đến những người khác nữa. Thì tôi rất là mong muốn rằng là bằng cách nào đấy thì tôi và đội marketing sẽ xây dựng một cái văn hóa là văn hóa không nói tục, không chửi thề. Không nói tục, không chửi thề. Để chúng ta có được những cái luồng suy nghĩ, có những cái trạng thái năng lượng tích cực để chúng ta cùng nhau kiến tạo một cái môi trường làm việc thật là tuyệt vời. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.